làng nghề đúc đồng Vạn Điểm thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, được xem là một trong những cái nôi của nghề đúc đồng truyền thống của nước ta với lịch sử phát triển gần 900 năm. Nơi đây có nhiều cơ sở sản xuất các mặt hàng đồ đồng, các sản phẩm đẹp, tinh xảo và mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt. Và đồ đồng Thành Lợi là một trong những cơ sở đúc đồng uy tín lớn lên trong làng đúc đồng Ý Yên. Với mong muốn đem lại những sản phẩm tốt nhất cho người sử dụng cả về chất lượng, mỹ thuật và kỹ thuật, các sản phẩm đúc đồng thủ công của làng nghề nói chung và của Thành Lợi nói riêng luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi khách hàng tại Việt Nam khi có nhu cầu mua sản phẩm đồ đồng. Với đặc thù sản xuất trực tiếp, giao hàng tận tay không phải qua bất kỳ trung gian nào, chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Đến với đồ đồng Thành Lợi, quý khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng các sản phẩm đa dạng mẫu mã như đồ thờ cúng, tượng đồng, tranh đồng, trống đồng, chuông đồng, đồ đồng phong thủy, linh vật bằng đồng, tượng chân dung, truyền thần, dịch vụ mạ vàng. Các sản phẩm phục vụ cho việc thờ cúng tâm linh, thờ tổ tiên, đền chùa, trang trí nội thất, các sản phẩm phong thủy dùng để chiêu tài, chiêu lộc, xua đuổi tà khí, thu hút sinh khí, mang lại bình an cho ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, cơ sở còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Thời gian để hoàn thành một sản phẩm đồ đồng phải trải qua rất nhiều công đoạn, ít nhất là từ 1 đến 3 tháng. Các bức tượng lớn, thiết kế tinh xảo, thời gian hoàn thành có thể tính bằng năm. Và tạo ra một người thợ lành nghề rất cần nhiều thời gian, cần người kiên trì, bền bỉ và hết sức khéo léo. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm, đồ đồng Thành Lợi không ngừng học hỏi kinh nghiệm, chiêu mộ các nghệ nhân, thợ giỏi, phân chia và hoàn thiện các công đoạn chế tác, kiểm soát chặt chẽ trên từng khâu của quá trình sản xuất, tuyển chọn nguyên liệu đồng tinh khiết, sưu tầm và thiết kế ra nhiều mẫu mã độc đáo, đẹp mắt. Chúng tôi không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của các mặt hàng thông dụng mà còn tạo ra nhiều sản phẩm đạt độ tinh tế về kỹ thuật, đẳng cấp, về thiết kế đã và đang được nhiều khách hàng tiếp nhận với phương châm khách hàng là trung tâm, khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do duy nhất doanh nghiệp tồn tại và phát triển, chỉ lối dẫn đường cho mọi hoạt động của cơ sở. Cho nên chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng. Với mong muốn được phục vụ các quý khách hàng ngày càng chu đáo, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và biết ơn sự góp ý của khách hàng. Mọi nhu cầu xin liên hệ trực tiếp cơ sở sản xuất đồ đồng mỹ nghệ Thành Lợi, địa chỉ làng nghề đúc đồng Vạn Điểm, thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định. Hotline 0983 778098, email đồ đồng mỹ nghệ a@gmail.com.